Vâng, trước buổi tập hôm nay của đội tuyển U22 quốc gia Việt Nam, chúng ta sẽ phỏng vấn với tiền vệ Nguyễn Thắng. Tôi liên tục đánh giá là có kỹ thuật cá nhân tốt nhất trong đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam thời điểm này. Thắng đánh giá thế nào về những bài tập trong thời gian vừa qua cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo, nó khác gì so với những huấn luyện viên trước đây mà em từng làm việc cùng không? Dạ, em thấy cái chiến thuật đội hình khác với những huấn luyện viên trước đây em thực tập. Em có thể nói kia. Em nhìn đầu cái camera bên thẳng đấy mà. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi đi. Việc không được triệu tập ở trong những cái đợt tập trung ngắn ngày trước đây ấy, thì với Thắng có cái gì khó khăn trong việc làm quen với lại? Là tên được không triệu tập trước đây thì khó khăn lúc mới đầu lên ạ, còn bây giờ thì làm quen dần ạ. Thắng thấy là mình có một cái điểm mạnh nào để có thể cạnh tranh được vị trí trong đội xuất phát của thầy Park so với những người bạn còn lại không? Cái này thì khó quá, bỏ quá. Khó quá, bỏ quá. Đừng bỏ qua nhiều quá. Câu hỏi tiếp theo. Cho anh thưa hiện tại thì cái mặt sân cỏ đang tạo một toàn đội có làm quen nhìn nào? Dạ, toàn đội làm quen cỏ nhân tạo, nhưng mà về phần cỏ nhân tạo thì có những phần gì bị chấn thương nhỉ? Thì con đội có những trường hợp đã bị đó. Thế thì các thầy có nhắc nhở các em là chuẩn bị những đôi giày riêng để đá sân cỏ nhân tạo không? Hay các em vẫn đi những đôi giày như mọi khi? Các thầy đã nói những trang bị để bọn em chuẩn bị tập cỏ nhân tạo hết. Bên cạnh đấy thì những cái phương pháp, phương án nào để các cầu thủ tránh chấn thương, các bài tập để chia sẻ? Trước buổi tập thì có huấn luyện viên thể lực cho khởi động làm quen trước những động tác dễ bị chấn thương. Có phương án phòng chống băng cụt chân. Thắng như là người trưởng thành từ các cái lứa cầu thủ các đội tuyển từ U16 đến U19 rồi bây giờ đến U22, thì em có cảm nhận là cái lên U22 này có cái khác biệt như nào? Lên U22 thì tại thì đang em là lứa tuổi nhỏ nhất ở tiền cục, cạnh tranh rất là khó với các anh. Năm nay tháng bao nhiêu tuổi? Năm nay em 19 tuổi. Em có tự tin là mình sẽ cạnh tranh được một cái suất xa hơn là đi đến SEA Games không? Cái này thì do ban huấn luyện đánh giá, cái này thì em không thể đánh giá được. Còn ai có hỏi gì không? Kết thúc nha. Rồi, cảm ơn em, hoàn toàn đi.